Chào mừng các bạn đến với kênh Thế giới Crypto. Trong video ngày hôm nay 31 tháng 7, mình sẽ hướng dẫn các bạn mở khóa và mở thẻ của 6 dự án để chúng ta nhận được điểm coin. Sáng nay thì mình đã ra video về cái dự án Hamster Combat rồi, cho nên là bạn nào chưa xem thì có thể là xem lại ở trên kênh của mình cái video mới ra lúc sáng nay nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu bằng cái dự án MemeFi này, sẽ là dự án đầu tiên. Mật mã của MemeFi ngày hôm nay sẽ là 1234. Bạn nào đang cùng level 9 với mình thì chúng ta sẽ chia ô của cái con này ra. Đầu tiên thì ở trên đỉnh đầu này, số 1 này, số 2 ở khuôn mặt này, số 3 là ở bụng này, số 4 ở chân. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhấp nhé. 1, 2, 3, 4. Như vậy là mình đã nhận được 500.000 coin. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái dự án Pixelvert. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục phần thưởng này. Tiếp theo chúng ta sẽ nhấp Claim để nhận phần thưởng hàng ngày. Và tới cái mục Tiny Combo này chúng ta sẽ nhấp vào chữ chơi. Các bạn sẽ mở thẻ từ trái qua phải nhé. Chúng ta sẽ mở lần lượt này. Và đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Chiếc thẻ thứ hai là chiếc thẻ này nhé. Và chiếc thẻ thứ ba. Chiếc thẻ thứ tư là thẻ này. Sau khi các bạn kéo đầy 4 ô này rồi, chúng ta sẽ nhấp kiểm tra. Ở đây nó báo hoàn thành 100%, chúng ta sẽ nhấp vào yêu cầu bồi thường để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ sang cái dự án Gamecoin. Với dự án Gamecoin này thì trước đây nó chưa có cái combo mật mã của ngày. Thì bây giờ nó đã ra thêm cái mật mã của ngày này. Cái mật mã của dự án này mình nhập nó rất là khó, nó không thể nào ra được chữ, nó chỉ được mỗi chữ đầu tiên, sau đấy đến chữ thứ hai nó sẽ mất chữ. Vì vậy mà mình sẽ không nhập cái mật mã của cái dự án này, mình chỉ ghép thẻ combo thôi. Nếu như bạn nào mà nhập mật mã được cái dự án này và nhập thành công ý, thì có thể comment dưới video của mình để cho mình biết nhé. Mình không hiểu tại sao mình cũng nhập mật mã tương tự như cái dự án Hamster Combat, nhưng mà con này thì nó lại không được. Không hiểu là nó lỗi ở đâu hay là do mình chưa biết cách để mình nhập ý. Bạn nào đã nhập thành công cái mật mã của Gamecoin này thì bạn hãy comment xuống video của mình để cho mình biết nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để chúng ta mở thẻ combo của ngày hôm nay. Ở đây con này nó rất hay bắt chúng ta phải đi chéo linh này. Mình rất ghét cái chéo linh của cái con này. Rồi chúng ta sẽ vào mục min ở đây để ghép thẻ combo nhé. Thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tìm ở trang thứ 2 xem có không nhé. Hôm nay mình thấy toàn thẻ nạ thôi. Trang thứ 4 thì có thấy nhưng mà hai cái thẻ kia nhìn nó nạ quá. Trang thứ 2 không có, chúng ta sẽ sang trang thứ 4 luôn nhé. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ đến với thẻ thứ hai. Thẻ này cũng nằm trong bộ combo của ngày hôm nay này. Con này nó lại bắt chéo thẻ rồi các bạn nhé. Chúng ta phải chéo linh. Như vậy là mình đã đi chéo linh xong này. Bây giờ mình sẽ vào lại mục min để xem nào. Nó vẫn hiển thị chéo linh. Hình như là mình chéo linh với một người lâu quá thì bây giờ nó không cho á, nó phải bắt mình chéo linh với một người khác là người mới ấy. Bây giờ mình lại phải vừa đi chéo linh lại nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại xem nào, nó còn bắt yêu cầu chéo linh nữa không. Con này không hiểu nó chéo linh để làm cái gì cơ chứ. Chéo linh thì nó có ý nghĩa gì đâu mà cứ bắt người ta chéo linh. Chúng ta sẽ về trang thứ 3 nhé. Và đây là cái thẻ thứ 3 của ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhấp vào đây để nhận nhé. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ của dự án Gamecoin để nhận được 5 triệu xu. Chiếc thẻ thứ 3 này sẽ nằm ở trang số 3 và hai chiếc thẻ này nó sẽ nằm ở trang số 4 nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ sang đến cái dự án Jockey Rabbit. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vào mục earn ở đây. Nếu bạn nào chưa điểm danh thì các bạn sẽ nhấp vào đây để điểm danh để nhận thêm phần thưởng. Và chúng ta sẽ vào cái dòng thứ hai này để bắt đầu nhập cái cụm từ của ngày hôm nay.
Đây là cái đáp án và cái ký tự sau khi mà chúng ta hoàn thành thì các bạn cần phải ghép và sắp xếp thứ tự làm sao cho nó giống y cái bảng mẫu này là chúng ta ghép thành công và nhận được 2.500.000 xu nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào trong tài khoản để hướng dẫn các bạn. Ở đây thì những cái số cụm từ này nó sẽ sắp xếp lộn xộn, nó không giống nhau. Trên máy của mình sẽ khác máy của mọi người nên là chúng ta chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng là kết quả đúng nhé. Còn ở đây thì mình đảo lộn những cái ô này nó sẽ khác của các bạn. Với ô số 1 thì trên máy của mình thì vẫn để nguyên nhé. Ô số 2 thì chúng ta sẽ di chuyển từ số 8 lên này. Ô số 3 thì để nguyên này. Ô số 4 sao không thấy? À đây, ô số 4 thì sẽ lên từ số 11 lên nhé. Ô số 5 chuyển từ số 7 lên này. Ô số 6 chuyển từ số 10 lên. Ô số 7 chuyển từ số 9 lên. Ô số 8. Ô 11 chuyển từ số 12 sang. Và đây là kết quả cuối cùng nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào đây để xem là nó đã đúng chưa. Khi mà nó đúng thì nó sẽ hiển thị hết là màu xanh như này. Chúng ta sẽ nhấp vào claim để nhận phần thưởng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái dự án Card ID Pal nhé. Trước khi hướng dẫn các bạn mở thẻ combo của cái dự án Card ID Pal ấy, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta lên level nhanh nhất nhé. Như hôm qua có một bạn này, bạn ấy đang ở cái level 6 và các bạn cứ nhìn theo cái vạch xanh này, cái vạch năng lượng này khi nào mà nó đầy thì các bạn sẽ được lên level 7. Còn ở đây thì nó đang là 6/9 này. Với cái vạch năng lượng này thì hôm qua mình đã hướng dẫn bạn đấy là bạn ấy sẽ vào chơi cái mục đặt cược ấy. Mỗi một lần đặt cược nếu các bạn thắng các bạn sẽ nhận được thêm 50.000, còn nếu các bạn thua các bạn sẽ mất 50.000. Nhưng mà trung bình thì nó dao động khoảng tầm từ 500 đến 1 triệu, các bạn có thể là thắng được cái số tiền tầm 500 đến 1 triệu hoặc là nếu mà không thắng thì các bạn chỉ mất một chút thôi, nó không đáng kể. Nhưng ngược lại thì các bạn nên được level 7 và các bạn swap ngay trong ngày hôm nay thì nó vẫn là ngày 31 tháng 7 thì vẫn kịp nhá, bởi vì sang ngày mai thì cái tỷ lệ quy đổi nó khác rồi. Và cái cơ chế tính để mà đủ điều kiện để các bạn swap ấy thì nó lại khác so với tháng 7. Thì mình sợ các bạn không đủ điều kiện để lên trong tháng 8 ấy, thì bây giờ các bạn tranh thủ, nếu như bạn nào mà đang được khoảng vài chục triệu coin rồi mà cái vạch xanh của các bạn nó đang gần tới đích rồi, nó gần đầy rồi, thì chúng ta hãy tập trung vào cái mục là đặt cược nhé. Ngày hôm trước thì nó chỉ có 3 mục là mời 5 người bạn này và đặt level 7 này và kết nối ví tôn này. À đây có nghĩa là nó thêm một cái điều kiện nữa là các bạn phải mở tất cả những cái thẻ lên level 10 nhé. Điều kiện này là cái điều kiện mà chúng ta phải mở thẻ lên level 10 thì mới được swap. Ở giao diện chính này bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi đặt cược này. Các bạn sẽ nhấp vào cái mục Sweepy này. Rồi chúng ta sẽ nhấp vào Flip này. Với cái mục đặt cược này thì khi mà các bạn thắng hay là thua không quan trọng, nhưng nó sẽ tính theo volume để nó đủ điều kiện các bạn lên level 7. Thì các bạn càng chơi nhiều con này thì cái vạch xanh ở đây nó càng nhanh đầy này. Chứ không cần nhất thiết là các bạn phải có mấy chục triệu coin thì mới được lên level đâu. Mà đây nó sẽ tính theo cái volume giao dịch của các bạn này. Càng nhiều thì cái vạch xanh này nó càng nhanh đầy. Rồi ở cái ô này thì chúng ta sẽ nhấp vào đây là số 50.000 nhé. 50 này. Tối đa là chỉ cho chúng ta 50.000 thôi và chúng ta sẽ nhấp vào chữ Pau này để cược nhé. Các bạn cứ cược liên tục, khi mà nó ngừng một cái như thế này các bạn hãy cược tiếp nhé. Làm cho đến khi nào một cái vạch xanh kia nó đầy thì thôi. Đấy, mình cược hai phát là đều thắng rồi này. Phát thứ ba thì thua. Đấy, mình chỉ làm mẫu cho các bạn thế thôi. Các bạn cứ cược liên tục cho đến khi nào cái vạch xanh này nó đầy thì chúng ta sẽ lên được level 7. Và thêm một cái điều kiện nữa là chúng ta sẽ vào cái mục zone ở đây. Một cái điều kiện nữa là tất cả những cái thẻ ở 3 trang, 4 trang này các bạn phải mở lên đúng level 10 thì các bạn mới được swap nhé. Đấy thì vào cái phút chót nó thay đổi của ngày 31 tháng 7 này nó có điều kiện thay đổi, còn ngày 30 ấy, thì nó vẫn cho chúng ta swap bình thường mà không yêu cầu điều kiện phải nâng thẻ. Nhưng cho đến bây giờ thì nó yêu cầu điều kiện là chúng ta phải nâng tất cả các cái thẻ đang có này lên level 10 thì mới được swap. Như vậy thì khá là căng đấy. Ở bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở thẻ combo của ngày hôm nay. Thẻ đầu tiên thì chúng ta sẽ mở trang thứ 2 nhé. Đây là chiếc thẻ đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm cái thẻ ở trang số 3 nhé.
Trang 3 không có thẻ, chúng ta sẽ sang trang thứ 4 này. Và đây là chiếc thẻ thứ 2 của ngày hôm nay. Tiếp theo thì chiếc thẻ này là chiếc thẻ thứ 3 nhé. Như vậy là mình đã mở thành công 3 chiếc thẻ của dự án Card ID Pal. Bây giờ mình sẽ nhấp vào mục Claim để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với dự án Onus nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nhấp vào mật mã hàng ngày này. Tiếp theo thì ở đây nó sẽ có 3 cụm từ, chúng ta sẽ nhấp 125, 125. Sau đó chờ nó tích xanh xong, chúng ta sẽ nhấp cụm từ tiếp theo là số 25. Tích xanh xong, chúng ta sẽ đến cụm từ thứ 3 là 876. Như vậy là mình đã giải mã mật mã của ngày hôm nay thành công và nhận được 2000 cái điểm coin ONX. Mình sẽ nhấp vào để nhận phần thưởng. Video của mình tới đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.